học từ vựng qua truyện trên, chủ đề television. Ngày nay, trẻ em có xu hướng tend to dành nhiều thời gian mỗi ngày để xem TV, đặc biệt là trong đại dịch corona. Việc này có thể gây ra một số vấn đề về tinh thần và thể chất, cause some mental and physical problems. Thứ nhất, firstly, nó có thể ảnh hưởng không tốt đến have a detrimental effect on sức khỏe của họ, well-being, vì họ quá lười vận động cơ thể, too lazy to move their bodies. Thứ hai, secondly, họ thiếu kỹ năng mềm, lack soft skills, chẳng hạn như giao tiếp, người xem, viewer, không có cơ hội, have no chance, tiếp xúc với mọi người trong đời thực. These days, children tend to spend plenty of time per day watching TV, especially in the coronavirus pandemic. This may cause some mental and physical problems. Firstly, it will have a detrimental effect on their well-being because they are too lazy to move their bodies. Secondly, they lack soft skills such as communication. Viewers have no chance to contact people in the real life.